vâng kính uh, thưa thầy Thọ, uh, tiến sĩ Huy Bình và các thầy các cô cùng với uh, các vị đồng nghiệp mà ở trong hội trường cũng như ở các đầu cầu thì uh, hôm nay thì em uh, xin uh, được trình bày một cái chủ đề là về chẩn đoán và điều trị cái uh, hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái nội dung uh, của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó khá là lớn thì hôm nay là hy vọng là sẽ được trình bày một cách tổng quan nhất để đưa đến cho quý vị những cái hình dung rất cơ bản về bệnh học của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Bài trình bày thì gồm có 3 phần. Thứ nhất là tổng quan về hội chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Thứ hai là chẩn đoán và thứ ba là điều trị của hội chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn thì về định nghĩa cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ấy là uh, ngưng thở hoặc là giảm thở do tắc nghẽn uh, khi ngủ uh, thì uh, cái phần này uh, là cái phần yếu của, của cái đường hô hấp là uh, ở cái phần xanh xanh là cái phần ngã ba hầu họng tại vì là phần dưới là nó có cái thanh quả và cái khí quản là nó có cấu tạo bởi những cái vòng sụn, thế còn cái phần trên thì nó có cái xoang mũi nó cũng đảm bảo cho cái đường hô hấp tương đối là là cứng, riêng có cái phần giữa ở kia là à, nó bị à, yếu, cho nên nó dễ bị xẹp trong cái quá trình à, mình ngủ do à, nhiều nguyên nhân khác nhau. Thế thì về dịch tễ học của hội chứng ngừng thở khi ngủ là một cái bệnh cũng được chỉ được nghiên cứu trong độ khoảng từ uh, thập niên 50 của thế chỉ, kỷ trước trở về đây. Tuy nhiên là uh, cái gánh nặng bệnh tật nó rất lớn. Uh, ước tính trên thế giới hiện nay thì có khoảng 1 tỷ gần 1 tỷ người bị hội chứng ngừng thở khi ngủ. Nếu mà theo cái tiêu chí là từ 5 lần ngừng thở trở lên trong 1 giờ. Còn nếu mà tính theo tiêu chí từ 15 lần ngừng thở giảm thở trở lên trong một giờ, tức là ngừng thở mức độ trung bình ấy hoặc là nặng trở lên ấy thì cũng đến nửa tỷ người uh, bị cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Còn ở Việt Nam theo ước tính của cái nghiên cứu trên thì có khoảng 5 đến 9% dân số uh, bị cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Tuy nhiên thì theo thì theo nhiều cái tác giả khác thì cho thấy là đặc biệt là người châu Á cái cấu tạo của cái Uh, hàm mặt nó rất thuận lợi cho cái hội chứng ngừng thở khi ngủ uh, và tỷ lệ không hề thấp hơn uh, những cái nước Âu Mỹ thậm chí còn nhiều hơn. Thì về sinh lý bệnh của hội chứng ngừng thở khi ngủ thì uh, <laughs> ở cái hình đầu tiên ấy là uh, chúng ta uh, ở trong hít thở trong cái trạng thái bình thường khi mà chúng ta ngủ thì uh, toàn bộ cái trương lực cơ bắt đầu nó thư giãn ra thì cái lưỡi ấy, và cái phần mềm ở vùng ngã bao họng Họ, nó thư giãn ra nó gây ra cái hiện tượng hẹp một phần khi mà không khí đi qua chỗ hẹp như vậy thì nó rung lên thì nó tạo ra một cái tiếng nó gọi là tiếng ngáy thì đặc điểm của tiếng ngáy này là nó ở cái thì hít vào vì khi không khí hít vào thì nó tăng cái áp lực âm trong khoang lồng ngực thì nó mới làm cho cái chỗ kia nó càng hẹp hơn và tạo ra tiếng ngáy và tiếng ngáy có thể là thay đổi về âm sắc do mức độ hẹp nó sẽ khác nhau. À, và cuối cùng, khi mà cái áp lực trong lồng ngực tăng lên quá mức, thì nó sẽ làm khít cái chỗ ngã bào họng lại, thì nó gọi là ngừng thở khi ngủ. Thế thì cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là uh, <laughs> giảm oxy máu và, và tăng CO2 máu. Uh, từ đó thì nó sẽ gây ra uh, rất nhiều những cái uh, biến chứng uh, liên quan đến cái hệ uh, tuần hoàn, uh, hệ hô hấp vân vân. Và một cái nữa tức là uh, cái ngừng thở khi ngủ ấy nó sẽ gây ra một cái nó gọi là những cái vi thức giấc. Những cái vi thức giấc này ấy, nó sẽ làm cho uh, cái giấc ngủ mình bị phân mảnh ra rất nhiều và nó sẽ làm cho uh, cái Uh, chất lượng giấc ngủ của chúng ta uh, kém đi. Thì uh, uh, đây là những cái hậu quả của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì uh, khi mà bị ngừng thở khi ngủ như tôi đã nói vừa vừa rồi, tức là nó có ba cái uh, biến đổi chính gây nguy hiểm sức khỏe. Đó là giảm oxy máu ngắt quãng, tức là khi nào mà đường thở nó hẹp thì nó sẽ gây ra giảm oxy còn khi nào mà uh, cái cơ lực nó uh, trở lại bình thường tức là sau một cái ngừng thở thì thường sẽ đáp ứng bởi một cái vi thức cái vi thức đấy làm cho uh, cái đường hấp trên nó lấy lại trương lực và nó mở ra thì nó uh, tạo ra một cái giảm oxy máu ngắt quãng chính cái giảm oxy máu ngắt quãng này nó nguy hiểm hơn rất nhiều so với lại cái giảm oxy máu mà toàn thời gian cái giảm oxy máu ngắt quãng nó sẽ làm cho cái, cái cơ chế hoạt động về mặt chuyển hóa của tế bào. Nó liên tục bị tác động, lúc thì thiếu oxy, lúc thì đổ oxy. Nó dẫn đến những cái rối loạn về mặt tế bào, về mặt chuyển hóa trong tế bào. Cái phân mảnh giấc ngủ thì nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống. Nó làm cho uh, người bệnh uh, có thể là uh, buồn ngủ quá nhiều ban ngày và uh, ảnh hưởng đến lao động cũng như học tập ngoài ra uh, những cái uh, cơ chế như trên như tôi vừa nói nó có thể gây ra tổn thương tế bào nó kích hoạt phản ứng viêm vì vậy nó sẽ gây ra rất nhiều những cái biến chứng khác nhau uh, ở đây tôi tạm chia ra làm hai cái nhóm biến chứng là biến chứng liên quan đến chất lượng cuộc sống bao gồm có uh, nguy cơ là tai nạn xe cộ giảm tập trung chú ý rồi uh, uh, ngủ dậy cảm giác nó không thoải mái chất lượng cuộc sống không tốt uh, nhóm thứ hai là nhóm liên quan đến cái bệnh lý thì bao gồm có tăng huyết áp nó gây ra tăng huyết áp gây ra rối loạn mỡ máu gây ra rối loạn đường máu có thể là gây ra uh, uh, tiểu đường rồi bệnh mạch vành uh, thậm chí cả ung thư thậm chí cả uh, những cái giảm ham muốn về tình dục cũng như là rối loạn cương dương rất nhiều những cái biến chứng khác nhau trầm cảm rồi rất nhiều những cái biến chứng khác nhau nó liên quan đến sức khỏe ờ, đây là một cái slide để nói lên cái sự liên quan giữa cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và cái cái cái, cái cơ chế để sinh ra ung thư và cái cơ chế này người ta đã thực nghiệm được ở trên chuột thì chính cái 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 giảm oxy ngắt quãng ấy tức là cái intermittent hypo, hipoxia này nó sẽ làm cho cái tổn thương tế bào như tôi đã vừa mới trình bày tăng cái xét oxy hóa và tổn thương cái ADN từ đó thì sẽ là một trong những cái cơ chế đóng góp để mà à, có thể là tăng cái nguy cơ ung thư. Thế còn à, về nguy cơ tử vong đối với những cái bệnh nhân bị ngừng thở khi ngủ thì theo một số những cái nghiên cứu thì người ta cho thấy rằng là à, nếu mà bị ngừng thở khi ngủ mà nặng tức là ở đây là trên 30 lần trong một giờ thì được tính là nặng thì cái à, thời gian à, sống thêm là được ít nhất và những cái người mà đường chấm chấm mà ngắt quãng là dưới năm được định nghĩa là không bị ngừng thở khi ngủ thì có cái à, tiên lượng sống thêm là tốt hơn nhiều về đặc điểm lâm sàng thì uh, nó có hai cái 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 triệu chứng chính uh, là triệu chứng ban ngày và triệu chứng ban đêm. Thì triệu chứng ban ngày thì à, triệu chứng ban đêm thì gồm có ngáy, có những cái cơn ngừng thở khi ngủ mà được người khác chứng kiến hoặc là tự bệnh nhân cảm thấy mình bị uh, uh, ngừng thở khi ngủ, tức là cảm thấy ngộp thở hoặc ngạt thở phải vùng dậy lúc ngủ, hoặc là mất ngủ hoặc là đi tiểu đêm nhiều lần. Uh, cái đi tìm đêm thì uh, nó cũng rất là điển hình ở trong hội chứng ngừng thở khi ngủ uh, không uh, tách biệt với lại cái cái chuyện mà uh, phì đại tiền liệt tuyến hoặc là ở uh, nam giới có những hội chứng bàng quang tăng hoạt vân vân uh, còn cái nhóm triệu chứng ban ngày thì gồm có đau đầu buổi sáng giảm trí nhớ giảm tập trung hay cáu gắt buồn ngủ quá nhiều ban ngày thì những cái triệu chứng thực thể mình có thể xem được ở đây là bao gồm có cái quá phát uh, lưỡi mà chúng ta xem uh, há miệng ra thì đánh giá cái độ malampati thì thường là độ 3, độ 4. Và nó có những cái phì đại của cái amidan hoặc là cái lưỡi nó to uh, hoặc là uh, cằm uh, hàm dưới, hàm dưới nhỏ. Uh, cổ thì uh, to cổ cổ bệnh và cái uh, uh, kích thước vòng cổ thì thường trên 40 là 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 có giá trị để chẩn đoán và béo phì thì trong những cái đặc điểm mà 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 mà, mà thực thể như trên ấy thì cái đặc điểm của cấu tạo lưỡi tức là lưỡi rất to và uh, cái xương hàm dưới nhỏ là cái đặc điểm quan trọng nhất mà liên quan trực tiếp đến cái bệnh và thường những cái bệnh nhân như này thường rất nặng và uh, có thể BMI người ta không hề cao một chút nào uh, một lát nữa thì tôi sẽ uh, nói sâu về cái này ở những cái phần sau uh, các triệu chứng về cơ năng thì tôi đã vừa trình bày bên bên trên ngoài ra còn một cái nhóm triệu chứng để mình chẩn đoán được bệnh và hiện nay nó đã đưa vào tiêu chuẩn chẩn đoán đó là những cái bệnh đồng mắc Uh, đi kèm với lại cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tất cả những bệnh đồng mắc như trên ấy, thì nếu có xuất hiện thì là một trong những tiêu chuẩn để mình dự đoán là bệnh nhân này có ngừng thở khi ngủ ví dụ như bệnh nhân có tăng huyết áp ví dụ có suy tim đái đường tiếp 2 có tăng áp động mạch phổi vân vân mạch vành rồi và tiểu đường vân vân là một trong những yếu tố để mình có thể là đưa vào cái nhóm mà triệu chứng uh, đây là một cái thang điểm để tầm soát cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó dựa vào những triệu chứng bên trên thì nếu mà có ngáy hoặc mệt mỏi uh, khi ngủ dậy hoặc là có cái ngừng thở quan sát được hoặc là tăng huyết áp hoặc là BMI nó trên 35 hoặc là tuổi cao, hoặc là nam giới, hoặc chu vi vòng cổ trên 40. thì nếu mà có ba trở lên thì có nguy cơ cao bị cái hội chứng ngừng thở khi ngủ uh, do tắc nghẽn. Đây là một cái bảng điểm nó sàng lọc uh, về bất thường về cấu trúc sọ mặt. thì như chúng ta biết đấy là cái uh, cái ngã ba hầu họng ấy, là là cái cái vùng này thì cái vùng này nếu mà ở ở người bình thường thì cái cái cằm nó sẽ tiến ra đây thì cái đường thở này nó sẽ, sẽ nhưng mà nếu mà người nào cái hàm dưới nó bị lẹm tức là hàm dưới nhỏ hoặc là cái bề ngang của nó nhỏ thì thì cái lưỡi nó sẽ bị đẩy phía sau thì là có nguy cơ rất cao uh, để uh, bị cái hội chứng ngừng thở khi ngủ uh, cái hình ở bên kia uh, minh họa uh, rất là rõ cái mối tương quan uh, ngoài cái xương hàm thì còn có cái 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 vùng tổ chức lỏng lẻo ở dưới cằm. nó cũng làm cho đẩy cái phần mềm uh, của lưỡi ra làm cho cái đường thở nó hẹp <laughs> vì vậy uh, cái này là một cái trong những cơ chế rất chính của hội chứng đường thở khi ngủ và hiện nay ở các nước trên thế giới thì cái biện pháp mà mổ để đưa cái hàm dưới này ra trước là một trong những cái mà điều trị uh, người ta đang uh, làm rất là thường quy. Thì ở đây ấy, là khi mà à, ở đây là bệnh nhân thực tế của chúng tôi, tức là bệnh nhân gần không gần như là không có cằm và ừ. cái, cái, cái 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 lượng mà à, ở mỡ ở dưới cằm này nó rất là nhiều, nó sẽ đè đẩy vào và nó làm cho cái cái lưỡi đây nó sẽ bị hẹp lại. Cũng giống như cái anh thanh niên này cũng vậy, thì cả hai cái người như thế này. Ấy, là có cái nguy cơ bị cái ngừng thở khi ngủ rất là cao. đây là khi mà khám trong miệng ấy thì chúng ta sẽ thấy là cái độ Malampati thường nó là ở độ 3 hoặc độ 4. Và nếu mà ở trẻ nhỏ ấy thì thường là cái phân độ Friedman này thì thường là amidan nó sưng rất to mà đây là bệnh nhân thực tế của tôi là nó là cái độ độ 4, tức là đặc điểm của nó ấy là <laughs> quá phát amidan nhưng mà amidan nó không hề trong cái tình trạng viêm nhẵn bóng bình thường và không đỏ và à, nó như thế này thì trẻ à, sẽ uh, không thể ngủ được ban đêm thậm chí là phải uh, trồng mông lên ngủ và uh, ban ngày thì sẽ dẫn tới những cái hiện tượng là, là uh, cháu rất dễ bị uh, gọi là tăng động và giảm cái sự tập trung chú ý khi mà học tập cũng như là nó giảm cái ph sự phát triển về thể chất chính vậy đối với trẻ con ấy, thì là rất đơn giản nếu mà nghi ngờ thở khí ngủ thì một động tác rất đơn giản là phẫu thuật cắt amidan sớm <laughs> là một trong những cái mà điều trị nó rất hiệu quả và mang lại uh, cái lợi ích cho bé thế còn uh, một cái nữa là cái cấu tạo của lưỡi cái đặc điểm này cực kỳ quan trọng khi bệnh nhân há miệng ra thì nếu mà bệnh nhân lưỡi to ngoài cái malampati độ 4 chúng ta không nhìn thấy cái, cái 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 màn hầu nữa thì cái lưỡi to nó thể hiện là răng nó bị đè lên đây. Răng nó bị đè lên đây. Làm cho cái lưỡi này nó có những khía răng. Như bà như bà này thì chúng ta cũng thấy là cổ bà rất là cao, cầm bình thường nhưng mà lưỡi rất là to nó bị đè lên đây. Đấy, cũng như ông này cũng thế. Tức là cằm cũng dài bình thường cổ ông này chu vi vòng cổ hơi to Malampati thì độ nó không cao lắm nhưng mà lưỡi nó to quá khi mà ngủ thì nó sẽ bị uh, thư giãn lưỡi này cơ lưỡi sẽ bị chảy ra phía sau nhiều và cái nguy cơ bị thở khi ngủ một cái thăm dò nữa là uh, sau khi mà có những cái nghi ngờ như thế thì chúng ta phải chụp một cái phim nó gọi là phim cephalo Uh, cái cái phim này ấy, thì được các bác sĩ răng hàm mặt họ sẽ đo đạc những cái những cái chỉ số để thấy được cái sự tương quan giữa hai cái hàm thì <laughs> cái hàm trên người ta sẽ lấy cái điểm này và uh, <laughs> cái đoạn lùi hàm thì người ta sẽ được tính từ đây đến đây là <laughs> cái độ lùi hàm mà bệnh nhân như bệnh nhân này là cái độ lùi hàm uh, rất là nặng thì uh, uh, cái này thì sẽ phải kết hợp với lại các bác sĩ x quang chuyên về về răng hàm mặt để người ta sẽ tính toán và một cái bác sĩ răng hàm mặt chuyên về chỉnh nha người ta sẽ biết được những mốc giải phẫu sau đó thì tính toán và hội trận thêm cùng với bác sĩ nội khoa <laughs> đặc điểm lâm sàng tiếp theo là cái cái sự buồn ngủ ban ngày Bệnh nhân có thể buồn ngủ, rất buồn ngủ ban ngày Thậm chí là lái xe có thể là gây tai nạn Hoặc có những cái bệnh nhân mà đến với chúng tôi là Thậm chí hai người nói chuyện với nhau Mà người ta ngủ gục trước mặt mình Thì nó có một cái thang điểm là thang điểm Epworth Để đánh giá cái mức độ mà buồn ngủ ban ngày của bệnh nhân Và mình có thể khám thực thể Để xem là bệnh nhân mà có bị cuồng mắt Hoặc là có sụp mi hay không để mình dự đoán cái 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 mức độ buồn ngủ của người ta. À, những cái bệnh mà mà đồng mắc thì cũng là một trong những yếu tố để có thể xếp vào như là một triệu chứng của bệnh à, bệnh bệnh à, ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Một trong những, đầu tiên là viêm mũi dị ứng nó sẽ làm phù nề cái vùng ngã bào họng à, Hen phế quản và đi thì nó là uh, một trong những bệnh đồng mắc và nó sẽ làm nặng thêm uh, cái uh, bệnh chính và cả hai bệnh nó đều gây tắc nghẽn và nó đều làm cho tăng CO2 và tăng CO2 thì nó sẽ có cái tác dụng là làm an thần an thần lại uh, tức là nó tạo ra một cái vòng xoắn bệnh lý mà rất là phức tạp nếu mà không được điều trị mà để cho thông khí tốt ấy, Thì bệnh nhân sẽ Một là sẽ tăng cái su Hai là cái nguy cơ tử vong Là rất cao Thế đấy đối với Hen với Quản ấy, Thì nó chia sẻ Một số những cái đặc điểm chung Của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ Ví dụ như gợt Ví dụ như là uh, Béo phì Béo phì cũng có cái thể béo phì do Hen Và 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 uh, viêm mũi dị ứng thì uh, tôi vừa nói rồi thì uh, nó có những cái, cái chia sẻ những cái bệnh chung mà có thể là liên quan đến cả hai bệnh như vậy cho nên là uh, kể cả hen phế quản nó cũng là một trong những cái yếu tố mà đi kèm với lại cái cái, cái bệnh phổi uh, cái hội chứng người thở khi ngủ do tăng nghẽn đối với bệnh phổi mô kẽ cũng vậy cái bệnh phổi mô kẽ thì nó gặp ở cái bệnh nhân mà 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 ừ, có cái 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 OA là ở trên nhóm bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ là theo các nghiên cứu là đều khoảng trên dưới là 50%. Có nghĩa là ừ, gần như như một nửa, 50 đến 90% bệnh nhân ừ, bệnh phổi mô kẽ là có ừ, có, ừ, có hội chứng cường thở khi ngủ do tắc nghẽn. Thế thì <laughs> cái đặc điểm của cái bệnh nhân của 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 bệnh phổi mô kẽ mà có hội chứng ngừng thở ấy, là thường là nó cũng B, BMI nó cũng không cao nhưng mà những cái triệu chứng cơ năng ở ban ngày và những cái triệu chứng mà bệnh nhân cảm thấy thì nó nhiều hơn do nó đan cài với lại cái cái bệnh chính là cái bệnh phổi mô kẽ đối với cái bệnh tim mạch thì là một uh, trong những tiêu chuẩn để trần đoán là bệnh nhân có cái bệnh tim mạch thì là có giá trị trần đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn vì khi mà bị uh, cái hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn thì nó sẽ làm giảm oxy ngắt quãng cái giảm oxy ngắt quãng và cái uh, phân mảnh giấc ngủ cái aerosol này nó gọi là vi thức và nó cái cái khi mà cái, cái áp lực trong lồng ngực này nó tăng lên nhưng mà nó không hít được cứ không khí vào do tắc ở đây thì nó làm tăng cái áp lực của lồng ngực này lên. Tăng cái áp lực lồng ngực này lên thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là thay đổi cái áp lực về tim và nó rất dễ bị suy tim. Ở những bệnh nhân này rất dễ bị suy tim. Phân mảnh giấc ngủ thì nó cũng gây ra những cái hậu quả ví dụ như là cả cường giao cảm, vân vân Và thiếu oxy máu một cách ngắt quãng. Tất cả nó gây ra những cái mà <laughs> mà hậu quả. Ví dụ như là cường giao cảm, ví dụ như là biến đổi một nội mạch rồi là tăng đông rồi là uh, tăng rồi là xét hóa và rối loạn chuyển hóa thì tất cả những cái này ấy nó sẽ gây ra suy tim có thể gây ra sơ vữa mạch máu, gây ra đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Đấy, nó có thể là uh, gây ra tăng huyết áp và uh, dối rối loạn nhịp tim do khi những cái tình trạng này. Vì vậy là một người có tiền sử bệnh tim mạch ấy vào thì được coi là một cái triệu chứng Của hội chứng ngừng thở khi ngủ Nếu mà đáp ứng được những cái triệu chứng khác Thì cái hội chứng này Nó liên quan rất mật thiết Với lại những cái biến đổi của hệ tim mạch Thế thì đây là một số những cái nghiên cứu Để người ta chứng minh là uh, Với bệnh nhân bị ngừng thở khi ngủ ấy, Trên 30 ấy Thì cái đời sống thêm là nó rất là thấp uh, Khi mà họ Bị bệnh tim mạch kèm theo còn nếu mà họ được điều trị với lại CPAP ấy, thì cái đây cái đường xanh xanh này này là được điều trị CPAP thì cái nguy cơ mà 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 tử vong thì là 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 thấp hơn rất nhiều so với những cái đường đỏ là bệnh nhân bị hội chứng ngừng thở khi ngủ nặng nhưng mà không được điều trị gì <laughs> về đáy đường tiếp 2 thì uh, như tôi vừa nói vừa lúc nãy là uh, chính cái hiện tượng mà 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 giảm oxy ngắt quãng ấy, nó sẽ làm cho sai hỏng cái bộ máy chuyển hóa ở mức độ tế bào nó sẽ làm cho giảm uh, cái 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 ái lực của tế bào với lại uh, insulin và nó cũng ảnh hưởng đến cái tiểu đào tụy nữa tức là nó cả ở mô đích lẫn lẫn uh, cái việc mà 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 sản xuất insulin lẫn cái 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 đáp ứng insulin ở mô đích nó làm cho uh, bệnh nhân rất dễ bị rối loạn dung nạp đường máu và tiến tới là sẽ bị uh, tiểu đường tiếp 2. vì vậy tiểu đường tiếp 2 cũng là một trong những tiêu chuẩn để trần đoán uh, có là coi như một triệu chứng của hội chứng đường thợ gây ngủ về trần đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ thì à. sẽ cần một cái sleep lab và những cái dụng cụ trần đoán chuẩn của hội chứng ngừng thở khi ngủ đó nó gọi là đăng ký giấc ngủ uh, tiêu chuẩn vàng là đăng ký giấc ngủ nguyên đêm tại phòng lab là chuẩn nhất. Cái ừ. thứ hai nữa là có thể đo đa ký giấc ngủ và hô hấp tại nhà. Thế đây, theo Hiệp hội Giấc ngủ Hoa Kỳ, thì cái những cái thiết bị mà thăm dò giấc ngủ và trần đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ thì được chia làm 4 tip, trong đó là tip 1 là giá trị và tin tưởng cao nhất, coi là tiêu chuẩn vàng. Còn các tip tiếp theo, ví dụ tip 2, vẫn là đa ký giấc ngủ nhưng mà cần bệnh nhân nhà. Sau đó thì hôm sau đem thiết bị đến cho bác sĩ. Thiết bị thứ ba là nó không có kênh điện não. Nó chỉ có những kênh hô hấp thôi. Và thiết bị thứ tư là tip tip 4 ấy là nó chỉ cần hai tín hiệu. Nó rất đơn giản. Và hiện nay thì của khoa học kỹ thuật thì người ta có những cái thiết bị cảm biến khác. Cái thiết bị này nó có thể đo được cả SPO2 lẫn những cái thay đổi về 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 khẩu kính lòng mạch trong cái quá trình ngủ, từ đó nó suy diễn ra được cái uh, cái cái thay đổi của cái thần kinh giao cảm, từ đó nó suy diễn ra cái, cái 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 vi thức và nó sẽ tính được là bệnh nhân có bị ngừng thở khi ngủ hay không. Từ uh, nó rất nhiều uh, cái phương tiện để chẩn đoán. Tuy nhiên là đối với chúng ta thì cái tip 1 vẫn là cái chúng ta hướng tới và là cái tiêu chuẩn vàng để để có cái được cái chuẩn đoán thì theo cái phân loại quốc tế về giấc ngủ lần thứ ba thì uh, tiêu chuẩn chuẩn đoán của hội chứng ngừng thở thì gồm có có ba cái phần phần A phần B phần C chuẩn đoán hội chứng ngừng thở khi có A bắt buộc phải có A hoặc uh, và B hoặc C và B cộng C thì uh, B đây viết cộng C là sai em nhầm tí là B hoặc C từ a là tiêu chuẩn bắt buộc mà cái này là mới được cập nhật vào tức là đã được chuẩn đoán tăng huyết áp rối luận uh, tâm lý rồi đột quỵ rồi bệnh mạch vành vân vân đái đường thì là một trong cái cái tiêu chuẩn để vào cái chẩn đoán còn các cái tiêu chuẩn trên thì là những triệu chứng ban ngày ban đêm vân vân thì là là ai cũng biết rồi nhưng mà cái tiêu chuẩn này là họ mới được đưa vào và cái tiêu chuẩn thứ hai ấy là ít nhất tiêu chuẩn B ấy là ít nhất có 5 sự kiện Uh, hô hấp trong một giờ bao gồm ngừng thở tắc nghẽn hoặc uh, hỗn hợp hoặc giảm thở thì cái này đây là cái mà uh, ngừng thở và giảm thở thực sự thế còn nếu mà tính cái chỉ số mà trên 15 lần trong một uh, giờ thì cái này bắt buộc phải dùng cái đa ký giấc ngủ mới có cái RDI ấy, thì là nó sẽ bằng AHI này cộng với REGA AHI tức là chỉ số ngừng thở và giảm thở trong một giờ còn rega tức là những cái sự kiện mà <laughs> hô hấp mà liên quan vi thức ở tiếng anh nó gọi là respiratory event related aerosol có nghĩa là uh, vì cái vi thức đấy vì những cái sự kiện hô hấp đấy nó sẽ gây ra cái vi thức thì được coi gần bằng một cái ngừng thở thì chỉ số này nó trên 15 cộng với triệu chứng có thì thì được chẩn đoán Ở à, chỗ này em hơi nhầm một tí đấy. Nói lại tại vì ở đây nhiều đầu cầu nên mình phải nói lại cho nó chuẩn. À, tiêu chuẩn chuẩn đoán ấy là tiêu chuẩn A và tiêu chuẩn B, tức là tiêu chuẩn A bắt buộc có A và B, tức là có triệu chứng và 5 lần. Thế còn nếu mà không hề biết bệnh nhân có triệu chứng gì ấy, thì phải có aerosol, tức là phải có trên 15 lần này, tự bằng đa ký giấc ngủ là không cần triệu chứng là mình có thể chẩn đoán. Còn nếu mà có triệu chứng cộng với đa ký hô hấp tại nhà là mình được chẩn đoán có nghĩa là tiêu chuẩn chuẩn đoán là a cộng b hoặc c à, về về điều trị thì à, hướng dẫn vệ sinh giấc ngủ thì à, vì là cái cơ chế của bệnh là nó sẽ bị à, khi mà mình à, tăng cân hoặc là à, bị à, những cái viêm nhiễm đường hấp trên đặc biệt đấy là tránh uống rượu bia à, và thuốc ngủ đối với những cái người mà bị hội chứng ngừng thở khi ngủ vì nó sẽ làm cho mình thư giãn cơ nhiều hơn, cái giấc ngủ của mình sâu hơn và cái cái sự xẹp uh, của cái đường hô hấp trên nó nặng hơn và bệnh nhân nằm ngửa thì nguy cơ là cái cái lưỡi sẽ bị tụt nhiều hơn, cho nên là người ta sẽ có những cái cảm biến giống như này, bệnh nhân cứ nằm ngửa phát thì nó sẽ rung, người ta lại phải quay lại để nằm nghiêng thì nó gây mất ngủ, cái này không tối ưu lắm nhưng mà người ta sản xuất hoặc là sản xuất ra những cái áo như như cái ba lô kia. Tức là người ta không thể làm quay lại được. Hoặc là gắn một cái quả bóng tennis đằng 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 đằng, đằng sau lưng cái áo. Hoặc là nó uh, kết nối với điện thoại. Thì uh, cái đồng hồ này kết nối với điện thoại, khi mà nằm sấp thì cái cảm biến trên đồng hồ nó sẽ à, nằm ngửa, cảm biến trên đồng hồ sẽ biết và nó ừ. sẽ làm dung kêu loạn điện thoại lên. Có thể là dùng uh, những cái uh, hồi chức năng ví dụ như là uh, tập cơ lưỡi uh, bằng cách là uh, hò hét hay là hát hoặc là uh, uh, sử dụng uh, cái uh, miệng nhiều thì nó cũng có thể làm cứng cái vùng cơ của cái vùng hầu họng hơn đây là một biện pháp mà gọi là điều trị bổ trợ can thiệp thứ hai là điều trị giảm cân Thế điều trị giảm cân này thì là chỉ uh, rất hiệu quả cho những cái người mà có BMI trên 35 nhưng mà uh, cái cấu tạo hàm của họ tức là cấu tạo của xương hàm uh, khi mình có bệnh án ấy thì mình sẽ thấy là cấu tạo xương hàm của họ gần như bình thường thì chỉ cần điều trị giảm cân là họ sẽ hết ngừng thở khi ngủ. Thì điều trị giảm cân thì bằng hai cách là chế độ ăn tập luyện và điều trị bằng thuốc. Thì hiện nay thì có cái nhóm thuốc uh, GLP1 tức là glucagon-like peptide Uh, là một cái nhóm thuốc điều trị tiểu đường đã được FDA và và uh, hiệp hội uh, giấc ngủ Hoa Kỳ công nhận để điều trị cho những cái trường hợp béo phì không phải là đái đường và áp dụng cho ngừng thở khi ngủ và đã chứng minh được cái tính an toàn. Cái biện pháp điều trị tiếp theo ấy là một cái khí cụ để đưa Hàm dưới thế thì khi mà đeo cái khí cụ này thì toàn bộ cái khung hàm dưới nó sẽ được đẩy ra trước và nó làm rộng cái ngã ba hầu họng phía sau ra thì đây là một uh, biện pháp điều trị nó uh, xếp vào hàng thứ hai sau CPAP thì uh, nó sẽ uh, áp dụng được ở những cái bệnh nhân mà bị hội chứng ngừng thở ở mức độ nhẹ hoặc là vừa kể cả ngáy đơn thuần cũng có thể điều trị bằng cái 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 dụng cụ hàm dưới ra trước nguyên lý của nó rất đơn giản. khi mà ngậm vào thì nó đẩy cái hàm dưới ra trước, nó rộng cái khoảng này ra. vì vậy bệnh nhân sẽ hết ngáy và 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 nếu mà bị ngừng thở nặng ấy, thì khả khả dĩ là bệnh nhân nó cũng không hết được ngừng thở nhưng mà sẽ giảm. còn nếu mà chỉ ngáy hoặc là ngừng thở nhẹ thôi thì bệnh nhân sẽ sẽ điều trị được. còn các loại dụng cụ mà đưa hàm dưới ra trước thì nó có rất nhiều các loại dụng cụ khác nhau. cái này sẽ thì sẽ phải phối hợp với bác sĩ bên răng hàm mặt để đo đạc và tính toán cái mức độ đưa ra cũng như là phù hợp với những cái khung hàm cũng tình trạng răng miệng cụ thể của từng bệnh nhân. Và biện pháp điều trị uh, tiếp theo ấy là uh, biện pháp mà thở áp lực dương lúc ngủ. Cái nguyên lý của thở áp lực dương lúc ngủ rất đơn giản là uh, bơm một cái áp lực vào đây, nó duy trì cái áp lực này nó làm giữ cho cái độ mở của cái chỗ này ra và cái chỗ này nó sẽ không bao giờ xẹp nữa cái vấn đề của bác sĩ chỉ là tính toán để cái áp là bao nhiêu để mở được và duy trì cái sự mở trong đêm nó không với cái áp lực nó không quá cao để bệnh nhân khó chịu thì cái này nó cũng là một cái vấn đề rất lớn của của hô hấp mà mà liên quan đến cái hội chứng ngừng thở khi ngủ à, các mốt uh, các loại khác nhau uh, điều trị cho uh, các thể bệnh khác nhau nhưng mà ở đây thì vì không có thời gian nên tôi chỉ nói tóm tắt như thế này. Với những bệnh nhân mà bị hội chứng ngừng thở khi ngủ không biến chứng thì chúng ta có thể dùng uh, CPAP điều, trị, uh, điều chỉnh tự động. CPAP điều chỉnh tự động là gì? Là nó sẽ có một mức áp lực từ A đến B, ví dụ từ 5cm nước cho đến 10cm nước chẳng hạn. Mình sẽ cài cái mức độ đấy. Thế thì trong đêm ấy, cái mức độ mà xẹp nó khác nhau nó sẽ đáp ứng với lại cái đường thở này khác nhau thì máy nó sẽ tự động bơm đúng một cái áp lực như thế. Thì cái này thì chỉ định cho những bệnh nhân mà bị ngừng thở khi ngủ không biến chứng. Vì sao? Tại vì là cái áp lực trong lồng ngực nó cũng sẽ thay đổi. Nếu mà có suy tim hoặc những biến chứng nặng ấy, hoặc làm bệnh mạch vành hoặc rối loạn nhịp tim ấy thì thì không nên sử dụng cái cái mốt này mà người ta sẽ trở về cái mốt gọi là áp lực cố định tức là luôn luôn chỉ bơm một áp lực vào trong đường thở áp lực đấy không đổi trong suốt cả đêm thì nó sẽ làm ổn định cái áp lực trong lồng ngực và vừa điều trị vừa dự phòng được các bệnh tim mạch luôn còn đây là các khuyến cáo thì à... cái uh, giúp mà đánh giá hiệu quả của thở CPAP ấy, thì uh, bác sĩ phải theo dõi bệnh nhân và có một cái biểu đồ và thông thường là các phần mềm nó sẽ làm này cho cho mình hết tức là uh, theo uh, bệnh nhân mà điều trị đủ thời gian ấy thì ít nhất phải đạt 4 giờ một đêm và tối thiểu là 70% số đêm đấy là tối thiểu Thế còn lại là những cái tiêu chí khác như là cải thiện cái chất lượng cuộc sống, giảm buồn ngủ ban ngày, huyết áp ổn định hơn vân vân. Thì thì uh, những cái đấy là phải theo dõi về lâm sàng. Và bác sĩ phải có trách nhiệm là thu thập cái dữ liệu uh, thường xuyên để phản hồi với bệnh nhân và điều chỉnh lại máy thở cũng như là khuyến khích cái mức độ tuân thủ của bệnh nhân. Uh, một, một biện pháp điều trị uh, cuối cùng mà uh, tôi muốn giới thiệu đấy là cái biện pháp mà uh, phẫu thuật thì uh, như tôi đã nói được, từ đầu là cái cấu tạo cứng của cái 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 khung sọ nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái bệnh mà trong cái quá trình làm việc thì tôi thấy là cấu tạo của xương sọ và cái lưỡi là cái nhân tố chính ngoài ra béo phì với tất cả thứ nó cũng quan trọng nhưng mà nó rất phụ và nó có thể thay đổi nhưng mà cái cấu tạo của lưỡi và cái 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 khung sọ ấy là những cái không thay đổi được và một trong những cái là người ta phẫu thuật là đưa cái hàm dưới này ra trước bằng uh, người ta sẽ làm đẩy để đẩy cái hàm dưới ra trước thì thông thường ở cái vấn đề này là một cái vấn đề ngoại khoa của cái uh, phẫu thuật hàm mặt cũng khá là lớn vì là khi người ta đẩy ra như vậy thì vô hình chung là người ta phải đẩy cả cái xương hàm trên ra để nó đua cùng với cái khớp cắn này thì người ta mới ăn nhai được. Vì vậy là người ta khi người ta cắt đấy là người ta phải cắt để đưa cả được cả hàm trên và hàm dưới ra. Nghe thì thì rất là phức tạp nhưng mà ở, ở, ở các nước tiên tiến thì họ phẫu thuật rất là nhiều, gần như là 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 tuần nào ngày nào họ cũng có những cái bệnh nhân được phẫu thuật và thời gian phục, phục hồi cũng không phải là quá lâu, trong vòng độ khoảng một tháng hai tuần là bệnh nhân có thể bỏ được các thứ và một tháng bệnh nhân đã có thể tập ăn nhai nhẹ nhàng được. Và sau 6 tháng thì bệnh nhân có thể phục hồi. Vâng, trên đây là toàn bộ cái bài trình bày của tôi. Bao gồm cả triệu chứng, chẩn đoán và điều trị. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Nguyễn Minh Sang ạ. Bây giờ đến phần... À, thảo luận ạ vâng ạ thì uh, nhờ thư ký đẩy lại xem có cái vâng ạ thế thì uh, có một câu hỏi là có thể sử dụng tế bào gốc trung mô để điều trị bệnh copd không thì là hiện tại bây giờ thì cũng uh, uh, chia sẻ với bạn là tế bào gốc trung mô từ dây rốn, từ tủy xương, từ mô mỡ đang được thử nghiệm lâm sàng để điều trị bệnh CPD và cũng đã có những cái hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên là kết quả điều trị thì nó cũng thay đổi tùy từng bệnh nhân và vì thế nên là cũng sẽ đang tiếp tục để chúng ta có thể tối ưu hóa và nghiên cứu thêm về cơ chế. Vâng ạ. Bây giờ xin ý kiến của các đầu cầu là có thể hỗ trợ hỗ trợ bài giảng. Thì uh, Vâng ạ, thì uh, trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến sẽ sẽ gửi trực tiếp cho các bác sĩ ạ. Vâng ạ. Các bác sĩ còn có uh, ý kiến gì nữa không ạ? À? Dạ vâng ạ, như thế thì là uh, xin phép là tiến sĩ Nguyễn Kim Cương là phó giám đốc chuyên môn Uh, của bệnh viện phổi trung ương và các thầy cô thì buổi hội thảo uh, hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Xin uh, chân thành cảm ơn. À, vâng ạ. Bây giờ xin uh, uh, nhường uh, ý kiến của phó giáo sư công ạ. Vâng, uh, cũng uh, xin lỗi chỗ thầy Bình là cũng uh, không có mấy gì mà được trao đổi một cái chuyên đề rất sâu như thế này. Uh, thứ nhất thì uh, cũng rất cảm ơn ba cáo báo viên đã cho tất cả chúng tôi ở trong hội trường cũng như là đầu cầu thì đã có những cái